Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, với sự tham dự của các đại biểu là các hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận và đại diện các tổ chức chính trị xã hội thành phố. Tham gia đóng góp ý kiến, các đại biểu cho rằng dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội 13 của Đảng, trong đó có dự thảo báo cáo chính trị, được chuẩn bị rất công phu, bài bản, chặt chẽ, chất lượng và có nhiều điểm mới, không chỉ hoạch định hướng phát triển 5 năm tới mà còn đề cập cả chặng đường dài hơi hơn. Là tôi thấy dự thảo đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ mới khá cụ thể, trong đó nổi bật là đặt ra mục tiêu nhiệm vụ 5 năm, tức là năm 25, nước ta là nước phát triển có công nghiệp thứ hiện đại, rồi nhiệm vụ 10 năm, tức là đến năm 30 là nước phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao, và đến tầm nhìn đến 2045 tức là năm đã thành nước phát triển và thu nhập cao. Như vậy thì những cái mục tiêu nhiệm vụ này theo tôi là có sức cổ vũ mạnh mẽ nhân dân để nhận thức về cơ đồ phát triển của Tổ quốc. Ông Nguyễn Đăng Hải cũng đồng tình với 5 bài học kinh nghiệm mà Ban Chấp hành Trung ương nêu ra, tuy nhiên đề nghị bài học về quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc cần được đưa lên đầu tiên. Bài học dân là gốc phải là bài học đầu tiên, bài học căn bản, bài học nguồn thuở, bởi vì đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định như vậy. Thế bây giờ là khi anh đặt là lợi ích của nhân dân làm gốc, thì bắt đầu anh phải xây dựng đảng như thế nào, anh phải xây dựng cái này cái kia vấn đề. Về định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025, cũng như trong 10 năm tới, nhiều ý kiến cũng đồng tình với các giải pháp Trung ương nêu ra. Tuy nhiên, đề nghị cần cụ thể hơn, nhất là việc đổi mới mô hình tăng trưởng. Thì giờ làm sao phải xác định được cái nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề sở hữu, và các lĩnh vực nhà nước cần phải độc quyền, rồi các lĩnh vực địa bàn không có đầu tư nước ngoài, rồi cần phải đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa. Cái phát triển kinh tế thị trường thì phải có định hướng chiến lược lâu dài và tránh cái trường hợp chạy theo lợi nhuận ngắn hạn trước mắt, không ngừng giữ vững cái uy tín thương hiệu khi hội nhập để phát huy cái hiệu quả và sức cạnh tranh. Cũng liên quan đến vấn đề về phát triển kinh tế xã hội đất nước thời gian tới, một số ý kiến đề nghị cần đánh giá toàn diện hơn các nguy cơ có thể tác động, đặc biệt vấn đề thiên tai sạt lở núi như vừa qua tại các tỉnh miền Trung cần được đề cập. Ở trong báo cáo chính trị thì cũng có nhắc đến sạt lở, nhưng mà chủ yếu là sạt lở bờ biển và sạt lở bờ sông, chưa thấy nói đến sạt lở vùng đồi núi. Mà qua cái thực tiễn của miền Trung vừa rồi, ta thấy sạt lở đồi núi nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với sạt lở bờ biển và bờ sông. Các ý kiến tại hội nghị cũng đề nghị trong dự thảo báo cáo chính trị cần đánh giá sâu hơn nữa về những chuyển biến công tác xây dựng đảng, chỉ rõ hạn chế để từ đó có giải pháp quyết liệt hơn. Những vấn đề về xây dựng đảng phải được coi như một cái trọng tâm của văn kiện. Một là trong văn kiện tổng quát đã thể hiện được cái vị trí của xây dựng đảng trong văn kiện chưa? Và thứ hai là cái mối quan hệ của xây dựng đảng với là các lĩnh vực khác trong dự thảo nghị quyết, trong cái dự thảo báo cáo như thế nào? Và thứ ba là vì đây nó là báo cáo trước đại hội đảng, cho nên là ở tất cả các lĩnh vực thì cái tư tưởng và quan điểm của đảng thể hiện như thế nào mới là cái chính. Tại hội nghị, những ý kiến khác cũng đề nghị Trung ương quan tâm hơn đến các vấn đề về phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, đánh giá cụ thể vai trò của mặt trận và các tổ chức thành viên, tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.